Trong thị trường kinh doanh cửa hàng, quán xá đầy cạnh tranh như hiện nay, thì thiết kế là một yếu tố quan trọng trong việc tạo nên một không gian hấp dẫn và thu hút được khách hàng. Và nếu bạn đang muốn mở cửa hàng để kinh doanh, tuy nhiên chưa biết nên thiết kế sao cho độc đáo, hãy tham khảo danh sách của top 10 đơn vị thiết kế, quán xá, cửa hàng uy tín nhất tại Hà Nội mà Vlog Khởi Nghiệp sắp giới thiệu sau đây để có cho mình những lựa chọn tốt nhất các bạn nhé. Một, công ty cổ phần Avalo. Công ty cổ phần Avalo là một trong những đơn vị thiết kế và thi công nội thất uy tín nhất tại Hà Nội, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nhà hàng, cà phê. Công ty đã thực hiện rất nhiều dự án ấn tượng và thành công, tạo nên một không gian độc đáo và thu hút khách hàng. Với đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và kỹ sư tài năng, Avalo cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp thiết kế sáng tạo, chất lượng cao và độc đáo. Công ty thì luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, lắng nghe và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng để tạo ra một không gian ấn tượng phù hợp với thương hiệu của họ. Với danh sách khách hàng đa dạng và các dự án thành công, Avalo từ lâu đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong ngành công nghiệp thiết kế và thi công nhà hàng, cà phê tại Hà Nội. Thông tin liên hệ. Hai, công ty cổ phần Học viện Cà phê. Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp trong ngành cà phê và muốn tìm một đơn vị thiết kế, thi công quán cà phê, trà sữa uy tín tại Hà Nội, thì công ty cổ phần Học viện Cà phê là một lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn. Học viện Cà phê hiểu rõ ràng không chỉ về thưởng thức cà phê ngon mà cả không gian nơi thưởng thức cà phê cũng rất là quan trọng. Với tầm nhìn sáng tạo và tâm huyết với ngành cà phê, công ty đã thiết kế và thi công rất nhiều quán cà phê, trà sữa, trà chanh, mang đậm phong cách và đặc trưng riêng biệt. Và ngoài cung cấp các dịch vụ thi công chuyên nghiệp, Học viện Cà phê cũng có các dịch vụ khác nhau như là đào tạo pha chế, đào tạo nhân sự quản lý, phục vụ, marketing, giúp quán trở nên đông khách, xây dựng được thương hiệu. Thông tin liên hệ. Ba, Nicebay. Nicebay là một đơn vị thiết kế và thi công nội thất uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Với tiêu chí mang đến không gian độc đáo, phong cách cho khách hàng, thì Nicebay tạo ra rất nhiều dự án thành công và ấn tượng. Đơn vị thiết kế uy tín này có đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư rất là chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Họ phần lớn là những người đang sinh sống và học tập làm việc ở nước ngoài, cho nên mọi dự án của Nicebay đều mang lại sự pha trộn độc đáo giữa quốc tế và di sản địa phương. Mỗi dự án của Nicebay đều được tiếp cận một cách độc đáo và tận tâm. Họ luôn tìm hiểu kỹ lưỡng về thương hiệu và phong cách của khách hàng, từ đó xây dựng một không gian phù hợp, phản ánh đúng bản sắc, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Công trình của Nicebay hướng tới thì bao gồm các công trình dân dụng như là chung cư, nhà lô, biệt thự và các công trình công cộng, văn phòng, showroom, nhà hàng, cà phê, karaoke, v.v. Thông tin liên hệ. Bốn, nội thất Mia Design. Nội thất Mia Design là một trong những đơn vị thiết kế nội thất uy tín tại Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội. Với kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực thiết kế nội thất, thì Mia Design tạo nên rất nhiều không gian sang trọng, đẳng cấp, tinh tế. Với đội ngũ thiết kế và kiến trúc sư tại Mia Design là những chuyên gia giàu kinh nghiệm và tài năng. Họ không chỉ có thể khả năng sắp xếp một không gian hợp lý, mà còn chú trọng đến các yếu tố như là ánh sáng, màu sắc,
vật liệu và chi tiết nhỏ tạo nên không gian thẩm mỹ và tiện nghi. Và một trong những điểm mạnh của Mia Design là khả năng tư vấn và đồng hành của khách hàng trong quá trình thiết kế và thi công. Công ty thì lắng nghe và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những ý tưởng sáng tạo phù hợp với phong cách và mục tiêu của họ. Khách hàng có thể yên tâm rằng Mia Design sẽ đồng hành và tạo nên không gian nội thất rất là đẹp, đáp ứng đúng nhu cầu của các bạn đó nhé. Thông tin liên hệ. Năm, công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Biển Vàng, Golden Sea Interior. Nhắc đến những đơn vị thiết kế quán xá, cửa hàng uy tín thì không thể không nhắc đến Golden Sea Interior. Với sự sáng tạo, tận tâm và tinh thần làm việc chuyên nghiệp thì Golden Sea Interior tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong ngành công nghiệp thiết kế nội thất. Hiện tại thì Golden Sea Interior chuyên cung cấp các dịch vụ trọn gói từ tư vấn, thiết kế, thi công cho đến hậu mãi. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công nội thất, Golden Sea Interior tự hào sẽ mang đến không gian sống, làm việc đẳng cấp, đáng mơ ước cho khách hàng với lộ trình khoa học, rõ ràng cùng với mức giá cạnh tranh nhất các bạn nhé. Thông tin liên hệ. Sáu, Ecode. Ecode là một đơn vị uy tín có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế như thiết kế nhà hàng, thiết kế quán cà phê, thi công quán trà sữa, thi công nội thất các công trình. Sứ mệnh của Ecode là mang đến những giải pháp thiết kế nội thất đẹp, độc, chất lượng nhất dành cho khách hàng. Công ty tận dụng sự sáng tạo và tinh thần đổi mới tạo ra những thiết kế độc đáo phù hợp với nhu cầu và phong cách của từng khách hàng. Công ty thì tư vấn, cung cấp các giải pháp phù hợp từ việc lựa chọn vật liệu, sắp xếp không gian, cho đến việc tạo nên một môi trường sống và làm việc tối ưu. Ecode cam kết đảm bảo sự hài lòng, sự thành công của khách hàng thông qua các dự án nội thất tạo nên. Thông tin liên hệ. Bảy, DD Corporation. DD Corporation là một đơn vị chuyên thiết kế và thi công nhà hàng, cà phê uy tín tại Hà Nội. Với sự đam mê và sự tận tâm về nghệ thuật thiết kế, thì DD Corporation đã xây dựng được danh tiếng vững chắc, trở thành một trong những đơn vị uy tín, chất lượng nhất ở trong ngành. Đội ngũ nhân viên của DD Corporation được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và đều là những chuyên gia có kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất. Và bên cạnh đó, DD Corporation luôn tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, tạo ra những không gian đẳng cấp và mang tính cá nhân cao nữa nhé. Từ đó tạo nên sự khác biệt để có thể thu hút được thực khách đến với nhà hàng hay là quán cà phê của bạn. Lựa chọn DD Corporation chắc chắn sẽ không làm các bạn phải thất vọng bởi chất lượng sản phẩm tốt, chế độ bảo hành cao, chi phí thực hiện thì hợp lý. Thông tin liên hệ. Tám, Senta. Nổi tiếng là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công nhà hàng, cà phê uy tín tại Hà Nội. Senta đã mang đến cho khách hàng những thiết kế với đủ phong cách,
như là đương đại, hiện đại, cổ điển, châu Âu, Hàn Quốc. Đội ngũ kiến trúc sư và nhà thiết kế tại Senta có sự tài năng sáng tạo, kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, nhà hàng, cà phê, và họ đặc biệt quan tâm đến việc tạo ra một không gian nội thất đầy thú vị và hấp dẫn. Công ty không chỉ tập trung vào việc thiết kế các khu vực ngồi, bàn ghế và bố trí không gian một cách hợp lý, mà còn đảm bảo rằng không gian phản ánh đúng với phong cách, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng. Để sở hữu một nhà hàng hay là một quán cà phê có thiết kế nội thất nổi bật so với chính sách và chi phí thực hiện tốt, thì các bạn có thể lựa chọn Senta để gửi gắm các bạn nhé. Thông tin liên hệ. Công ty cổ phần nội thất Ken Design, một cái tên cũng khá là nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên thiết kế và thi công nhà hàng, cà phê uy tín tại Hà Nội, có thể kể đến là Ken Design. Với sự tận tâm, sáng tạo và kỹ thuật chuyên nghiệp, Ken Design tạo nên rất nhiều không gian quán xá, cửa hàng độc đáo và thu hút cho khách hàng. Với danh sách khách hàng đa dạng, các dự án thành công, thì Ken Design tự hào là một đối tác tin cậy cho mọi yêu cầu về thiết kế nội thất. Thông tin liên hệ. Kiến trúc Phương Đông. Kiến trúc Phương Đông là cái tên không còn xa lạ trong làng thiết kế và thi công quán xá, cửa hàng tại Hà Nội. Với sự tài năng và sáng tạo, thì đội ngũ nhân viên của Kiến trúc Phương Đông tạo ra rất nhiều công trình đẹp, tinh tế, bắt kịp với xu hướng của thế giới. Với mục tiêu mang đến sự hài lòng cho khách hàng, công ty cam kết sẽ đem lại giải pháp kiến trúc và nội thất tối ưu, phù hợp với yêu cầu, phong cách riêng của từng dự án. Thông tin liên hệ. Là danh sách top 10 đơn vị thiết kế quán xá, cửa hàng uy tín nhất tại Hà Nội. Những đơn vị này đã được công nhận vì sự chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Hãy lựa chọn một trong những đơn vị này để đảm bảo rằng dự án của các bạn sẽ được thực hiện với chất lượng cao, mang lại sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh các bạn nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.